Xin chào mọi người, tôi là Bảo Kul, người bán vé cho chuyến tàu trở về với tuổi thơ. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau lên tàu nào. Yeah. Nhớ cái thời khi tôi còn bé, lúc chưa có điện thoại xịn mà, thay vào đó chơi tạc lon nè, thêm cả bắn bi trốn tìm vạ, môn thể thao mang tên chọc chó, hay đi bấm chuông nhà người ta, xong co giò trốn vào một xó, cả đám nhìn nhau và cười. Mỗi tối để tới 7 giờ 54 đều gặp nhau, chẳng cần hẹn trước vẫn đông đủ, xong rồi rong chơi tới đó sắp sớm, ở bên nhau bao nhiêu thời gian vẫn không đủ. Hay những buổi trưa trốn ngủ để đi đá bóng dưới cái trời nắng nôi, dù biết là thế nào về nhà cũng sẽ bị mẹ phạt rồi mắng thôi. Có lần muốn ăn cà rem mà trên người không còn một xu dính túi nào hết cả, nên phải về bán những chuyện về sạp báo của Tuyền Nguyễn để nhanh có được tiền liền, thì chạy đến tiệm tạp hóa mua cây cho đã thèm. Hay một lần khác phải bán đóng đồ chơi để mua vé cùng lũ bạn đi hồ bơi, thả mình dưới dòng nước ngắm nhìn bầu trời, ôm cảm giác khó quên những thương vụ đầu đời. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi ta thường hay mơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi tâm hồn ngây thơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi vẫn còn hồn nhiên, không phải lo lắng về việc chi, sống vui tươi đúng tuổi thiếu nhi. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi ta thường hay mơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi tâm hồn ngây thơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi vẫn còn hồn nhiên, không phải lo lắng về việc chi, sống vui tươi đúng tuổi thiếu nhi. Ngày đó hay bày trò giả đầu bệnh này nọ để không phải lên trường, nằm trên giường ngáy khò, rồi đợi mẹ đi chợ mua kẹo và bánh. Hôm nào mẹ lỡ quên mua cái giận dỗi là nhanh, xong quay sang làm nũng kêu mẹ cuối tuần bảo bố dắt đi nhà banh. Hồi xưa trong đến đêm giao thừa để được thức tới 0 giờ, xong rồi đi thư chào chúc Tết nhận lì xì, điều tôi mong chờ, nhưng mà mẹ bảo để mẹ giữ lớn lên mẹ trả lại cho. Trong phút chốc tôi ước mình thành người lớn, đúng là thật dại khờ. Vui nhất là khi những lúc nghỉ học và thi được bố dẫn về nhà dì để có dịp theo ông bà, cùng ông câu cá rồi về làm đi sâu đá, ngồi xem bà đang khâu vá hay ra vườn chăm ông bà, chiều ra ngoài bãi đất trống thả diều, tối đến nghe bà kể về chuyện ông này mùa hè năm đó bắt được một con ve sầu từng có cả mùa hè trong tay. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi ta thường hay mơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi tâm hồn ngây thơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi vẫn còn hồn nhiên, không phải lo lắng về việc chi, sống vui tươi đúng tuổi thiếu nhi. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi ta thường hay mơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi tâm hồn ngây thơ. Xin một vé về tuổi thơ, ở cái tuổi vẫn còn hồn nhiên, không phải lo lắng về việc chi, sống vui tươi đúng tuổi thiếu nhi.